Đến đây như vào tối thứ bảy hàng tuần là một văn học nghệ thuật do Mặc Lâm phụ trách. Kỳ này mời quý vị theo dõi Mặc Lâm nói về nhà thơ Trần Mộng Tú. Nhà thơ Trần Mộng Tú là khuôn mặt quen thuộc của giới thưởng ngoạn thơ hải ngoại. Từ đầu những thập niên 80, khi bà vừa đặt chân đến Mỹ với thân phận của người tị nạn. Trần Mộng Tú là tác giả của nhiều tập thơ, và người đọc thơ bà nhanh chóng tăng theo thời gian, kể từ khi những trang thơ đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng hải ngoại. Tôi đi vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, hãng thông tấn Associated Press mà tôi làm việc cho đó, họ cho tôi đi. Họ lo thu xếp cho tôi với bố mẹ đi, lúc đó tôi độc thân. Sang Mỹ rồi 1975 thì coi như là cái tờ báo đầu tiên là từ quê hương xuất bản ở Mỹ, là có Du Tử Lê, này, Trần Mộng Tú, này, Hoàng Khởi Phong, Hoàng Chính Nghĩa với một vài ba người nữa thì chúng tôi làm cái tờ báo đó, lên chung với nhau. Tôi bắt đầu đem bài thơ, những bài thơ của mình ra đăng bắt đầu từ năm 75. Mặc dù trước đó ở Việt Nam tôi cũng có làm rồi nhưng mà tôi không có đăng báo nhiều. Tôi không thấy có cái nhu cầu cần đăng báo. Sang Mỹ thì có lẽ là vì thấy chữ Việt của mình nó hiếm hoi đó. Thành ra khi mấy anh chị em rủ nhau làm thì tôi làm. Và tôi bắt đầu làm thơ rất nhiều về quê hương từ lúc đó. Thơ của Trần Mộng Tú chủ yếu là thơ tình, nhưng đây là những bài thơ tình khó tìm trong tủ sách các nhà thơ nữ của thời cận đại. Thơ Trần Mộng Tú thả lỏng ngôn ngữ để chúng có thể buông mình rơi tự do xuống khoảng trống suy tưởng và thăng hoa thành thứ tinh chất kết dính bài thơ với người đọc chúng. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới quý khán giả tập Thơ tuyển 40 năm 1969-2009 của Trần Mộng Tú. Đây là một trong nhiều tác phẩm của bà đã được in ra tại Hoa Kỳ. Mặc dù tác giả cho rằng tập thơ này không nhất thiết chứa đựng những bài thơ hay nhất của mình, nhưng ít ra theo chúng tôi thì cũng tập trung hầu hết những bài thơ quan trọng của từng chặng thời gian qua suốt 40 năm sáng tác. Trong chương trình ngày hôm nay, Khánh An sẽ là người đọc tất cả những bài thơ trong tuyển tập này. Mời quý vị theo dõi. Hãy tưởng tượng ra em ở một căn nhà lạ, mình em một ngôn ngữ, mình em một màu da, mình em một màu mắt, mình em một lệ nhòa. Hãy tưởng tượng ra em ở nơi không định tới, em tuổi như chim khuyên, khóc trong lòng son mới. Hãy tưởng tượng ra em ở một thành phố khác, em buồn như nước sông, khóc chia dòng tan tác. Bài thơ quý vị vừa nghe được Trần Mộng Tú sáng tác vào tháng 7 năm 1975, 3 tháng sau khi Trần Mộng Tú đặt chân xuống đất Mỹ. Thành phố tạm dung bà và gia đình dường như cũng thở dài cho các không khí thê lương trong tâm hồn nhà thơ lúc ấy. Cũng những tiếng than thở khô không lệ, nhưng những dòng thơ của bà nghe ra thấp thoáng hơi hám của mùa xuân, lấp ló trong tiếng thở dài của buổi ban đầu ngỡ ngàng nơi xứ lạ. Con chim khuyên trong lòng có thể đang khóc, đang tuổi, bởi màu sơn son cộng với thép vàng chóa ngời đôi mắt. Nhưng con chim họ Trần ý thức rất rõ, chiếc lồng hẹp này chỉ là giai đoạn ban đầu, giai đoạn rét mướt trước khi mùa xuân tới. Bài thơ nổi tiếng của bà mang tên Cả một dòng sông đứng lại chờ, có không khí của dòng nhạc thính phòng của những năm đầu thập niên 60. Vần bằng đều đặn ở cuối mỗi câu thơ, khiến người đọc liên tưởng tiếng vọng của những bản thánh ca buồn vào cuối ngày Chủ nhật. Lễ Misa nào thấm thiết trong nỗi nhớ của bài thơ, nhớ từng hơi ấm làn da, nhớ mài miệt từng hơi thuốc, vàng tay cháy môi thơm phức. Tôi xa người, nắng buồn trên vai, môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi. Người xa tôi một dòng sông trắng, dãy núi bên kia có ngậm ngùi. Tôi xa người, hàng cây bâng khuâng, nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng. Người xa tôi có còn đứng ngóng, một cánh chim bay ở cuối rừng. Nỗi buồn đeo bám Trần Mộng Tú dai dẳng nơi xứ người, cho dù khi đã lấy chồng, đã bước ra đường với một cái họ mới, họ của nhà chồng. Nhà thơ thấm thía nỗi nhớ nhà, nhớ người, nhớ từng cọng rơm sợi tóc, cái nhớ mà người Việt trong những năm 80 vẫn canh cánh như Trần Mộng Tú. Bà không nhớ một mình, nhưng cái nhớ của bà khác người, thật khác. Tôi ở quê chồng xa xăm quá, cách quê cha cả một đại dương, mỗi độ xuân về tôi ngơ ngác như con ngựa trận mất yên cương. Mỗi độ xuân về tôi nhớ lắm những ngày xuân cũ trên quê hương, nhớ người tình cũ, ngôi chùa cũ,
hoa mẫu đơn nở, đỏ bên tường. Bài thơ Tôi buồn như một nốt dương cầm được bà viết năm 1984, thật sự là một tiếng ngân nhẹ nhưng thâm thẳm của nỗi buồn. Mùa xuân đến một lần nữa, nhưng mùa xuân khoác lên vai chiếc áo khác với chiếc áo Trần Mộng Tú quen biết từ nhiều chục năm trước. Ngôi nhà chơ vơ lạnh và trống vắng, các con tung tăng đến trường, trong khi bà đứng một mình, buồn như một con chim đuối sức. Có thật mùa xuân đã đến đây, sao lòng tôi không đổi mới? Sáng nay đưa con đi học, các con vẫn mặc đồng phục, và trong túi thì không có một phong bao. Tôi trở về, buồn như một con chim. Con chim bay về từ phương Nam, không tìm thấy tổ. Ngôi nhà cũng cô đơn, đứng chơ vơ, trên ngọn đồi ngập gió. Những cánh đồng cửa sổ đóng im. Trên bàn, một bài thơ viết dở, một chuyện tình cố quên. Chuỗi buồn phiền cứ đeo đuổi bà trong suốt nhiều chục năm tại xứ người. Buồn có lẽ là âm thanh của mọi bài thơ trong tuyển tập. Buồn từ động tác, từng hơi thở và từng hành động thường nhật. Cái buồn của Trần Mộng Tú không phải ai cũng được gặp. Nó miên man và bất ngờ, nó không lộ ra những ăn mòn ký ức. Nỗi buồn của sự chết mòn và hơn thế nữa, nỗi buồn như những vết cắt cào xước tâm hồn. Đốm nhang cháy đỏ như quần mắt, khói có bay về tận cố hương. Vườn người tôi chiếc cành xuân thấm, nhớ quê vết cắt trượt xuống hồn. Mùa xuân đối với Trần Mộng Tú hình như đã qua và không trở lại, nhưng tháng giêng thì vẫn rất quê nhà trong tâm trí bà. Tháng giêng xuất hiện lại qua lăng kính trời Tây, với những đứt khúc trí nhớ. Vườn sau nhà, khung cửa vắng và mùa xuân ướt sũng. Những tập hợp hình ảnh này làm thơ của bà hình tượng hơn, nhưng vẫn không mất nét lãng mạn của một cơn bão. Tháng giêng, bão rất nhẹ, nhưng đủ làm cho ai đó trăn trở, nhớ thao thiết một khung trời, một sắc lá. Vườn tôi gầy quá, hoa không nở, mưa ở nơi đây ướt sũng xuân. Những cành thông gãy ôm đầy gió, khung cửa nhà ai nhận vết thương. Mưa gió đuổi nhau qua thớ gỗ, que diêm xòe thảng thốt trong đêm, nến như mắt bão trừng bóng tối, một mảnh tháng giêng vỡ bên thềm. Nỗi buồn nào rồi thì cũng phai, vết thương nào rồi cũng tới ngày lành, thế nhưng bài thơ mang tên Vết Thương xem ra rất khó lành. Nhà thơ ngập ngừng lắm mới mở được lòng ra thăm dò vết thương năm cũ. Mà cháu ơi, vết thương tuy đã kéo da non nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ lành lặn. Nó vẫn đau phía bên trong, vẫn cần được thăm nom trong những ngày tháng tới. Được sáng tác vào năm 1991, bài thơ Vết Thương báo hiệu với chính nhà thơ về sự cạn kiệt dần quỹ thời gian trên hai khóe mắt. Quê nhà vẫn xa xa chơi trò cút bắt, trong khi người yêu nay đã kiệt cùng nỗi nhớ. Bài thơ nhẹ nhàng, nhưng cây đắng chen lẫn mỏi mệt của tháng ngày chồng chất. Anh à, tháng tư mềm nắng lùa, hoa táo hoa lê nở trắng vườn. Quê nhà hun hút sâu trùm núi, em mở lòng xem lại vết thương. Năm tháng qua mau, quên đến tuổi, trong gương mắt đã rạng chân chim. Em nhuộm nỗi buồn như nhuộm tóc, vết thương đóng vảy nhói trong tim. Anh ạ, tháng tư sương mỏng lắm, sao em nhìn mãi chẳng thấy quê? Hay sương thành lệ tra vào mắt, mờ khuất trong em mọi ngã về? Sương mỏng nhưng sao nhìn mãi chẳng thấy quê? Câu thơ nhẹ mà đau như dao cắt. Em ở nơi này 17 năm, có khi cất tiếng gọi dòng sông, có lúc bóng chùm lên bóng núi, sao núi sông vẫn đổi lạ lùng. Nắng hà cũng vàng theo áo lụa, chẳng ai níu vạt tặng câu thơ. Chữ hiếu như kim chìm đáy biển, chữ tình gió thổi đến xác xơ. Em ở nơi này 17 năm, buông vào nhật nguyệt nắm tuổi xuân, cầm như thả tuyết vào lò sưởi. Những cánh hoa tan dưới lửa hồng, tóc đã sợi đen chen sợi trắng, mắt cười đã luộm bất đam mê. Người vẫn từ quê ngơ ngác đến, ngượng môi không dám nhắc chuyện về. Cảm tác bài thơ Ta Về của Tô Thủy Yên, Trần Mộng Tú ghi lại những nốt trầm của 17 năm xa xứ. Bài thơ 17 năm, 17 đoạn thơ mà chúng ta vừa nghe, mang mát cái tứ của thất ngôn. Phải loại thơ gần với hành, với gươm cùng, với ngựa mỏi. Người đọc chia sẻ không khí cổ xưa trong bài thơ qua những từ rất cũ, như chữ hiếu, chữ tình, cầm như. Thế nhưng toàn bài thơ
lại toát lên cái tứ rất mới, rất đa nghĩa, và nhất là mang đậm nỗi nhớ tươi roi rói, nhưng đôi khi ngơ ngác đến chạnh lòng. Không phải lúc nào Trần Mẫn Tú cũng cứng cỏi mạnh mẽ với Thất Ngôn, và sử dụng lục bát cũng bén và đa chiều đến bất ngờ. Chỉ với 4 câu trong bài Mưa Seattle, Trần Mẫn Tú đã dẫn dụ người đọc đứng trước cái mênh mông của một sợi tóc mỏng manh. Sáng nay ra phố gội đầu, giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc òa. Cong tay hứng hạt mưa xa, mưa giăng mắt lưới, xóa nhòa chỉ tay. Mưa và tóc, hai hình tượng nhạt nhòa trong 4 câu thơ trên, đây cảm giác người phát hiện ra chúng đang tan dần vào số phận, vào định mệnh, vào những đường chỉ tay đầy bất trắc. Những bài thơ cuối trong tập thơ tuyển 40 năm 1969-2009 của Trần Mộng Tú được lật sang trang của những năm 2000, những năm đầu trong thiên niên kỷ mới, và nhà thơ, cũng như mọi người khác, hăm hở bắt đầu bằng hy vọng, qua bài Nhìn Nhau Rất Xa và viết. Sáng đầu năm hồn em chấp cánh, bay lơ mơ vào một kỷ nguyên, dĩ vãng như bức tường trong suốt, bụi hôm qua rủ lại bên thềm. Em giấu em ở trong hạt gạo, nằm rất ngoan giữa những chân nhang, đợi tiếng giày anh chạm bực cửa, về chia nhau một thế kỷ tàn. Đóa thủy tiên của ngày rất mới, đang quay đầu nhìn thế kỷ qua, những viên sỏi đã thành cổ tích, anh và em nhìn nhau rất xa. Và rồi một hôm, bà trở về nhà. Việc đầu tiên là nhà thơ chia sẻ cái hạnh phúc mà bà có cho người yêu. Cái mà nhà thơ muốn chia trong bài thơ là một chút thân ái mà bà đánh mất nhiều năm. Hôm nay gặp lại bà viết trong bài Chia Nhau Hà Nội. Em gửi cho anh chiếc lá bàn cuối thu Hà Nội, hồi chuông giáo đường, buổi sớm tinh mơ, góc phố nhà chung có bầy sẻ nhỏ, một con rất gầy, đứng hót ngu ngơ. Em gửi cho anh ly cà phê buổi tối, mùi ngô non, nướng dưới cột đèn, mảnh than nhỏ sưởi mùa thu, sắp hết. Thơ gót chân ai, hồng giữa phố đêm. Em gửi cho anh chiếc kiềng bạc trạm, đang khoe mình là mới phố hàng gai. Ảnh mẹ chụp mấy mươi năm về trước, cổ có đeo một chiếc giống thế này. Em gửi cho anh đất trời Hà Nội, để anh nhớ về thành phố, tuổi thơ, nơi hạnh phúc là một viên kẹo bột, được bạn chia cho trong một lúc. Ai là người may mắn này, không biết, có thể là anh của Sài Gòn, người trước khi chia tay, có thể là anh của chốn dung thân, người từ bên kia bờ đại dương, ngóng theo từng bước chân bà trong những ngày vacation ngắn ngủi. Anh cũng có thể là tiềm thức, là nhớ nhung, là trăn trở, và tại sao không, những mất mát cần tìm. Quý vị vừa theo dõi một vài tác phẩm của nhà thơ Trần Mộng Tú trong tuyển tập thơ tuyển 40 năm 1969-2009. Hy vọng qua những bài thơ này, quý vị sẽ tìm thấy đôi điều đồng cảm với nhà thơ, người luôn chăm chút nỗi buồn có tên quê hương, nỗi buồn mà ai trong chúng ta cũng đã ít nhiều kinh nghiệm.